Xin được kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Xe Giá Tốt 24 giờ ạ. Trong video hôm nay thì em sẽ cập nhật cho anh em cái giá xe cũng như là các chương trình ưu đãi khuyến mại của cái dòng xe Kia K3 ở cái thời điểm cuối cái tháng 8 này, cũng như là cái chương trình chương trình chạy ngâu của cái dòng xe Kia K3 này ở cái thời điểm hiện tại nó vẫn đang có một cái mức chính sách tương đối là tốt và ổn định nhất ở trong phân khúc nhá. Đó, thì trong video hôm nay thì em sẽ tính giá lăn bánh cho anh em ở Hà Nội này, ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh áp thuế 12% và các tỉnh áp thuế 10% để cho anh em cân đối được cái tài chính của mình, cũng như là để lựa chọn cái dòng xe, cũng như là các phân khúc xe mà anh em đang có nhu cầu tìm hiểu và để mua ở cái thời điểm cuối tháng 8 này anh em nhé. Đó, dòng xe Kia K3 này sẽ là có 5 sự lựa chọn cho anh em. Đầu tiên đó là cái bản 1.6 Turbo này, bản 2.0 Premium, 1.6 Premium, 1.6 Luxury và 1.6 Deluxe. Đó. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Đó. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái bản 1.6 Deluxe. Cái bản này là bản số sàn anh em nhé. Thì cái giá limit của nó đang là 559 triệu. Sau khi trừ các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt ở cái thời điểm trong cái chương trình ưu đãi của tháng ngâu này, thì để lăn bánh được ở khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 637 triệu. Lăn bánh khi mua qua trả góp thì hiện tại đang vào khoảng 171 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 626 triệu, trả góp thì đang là 160 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 12% thì hiện tại đang vào khoảng 618 triệu, trả góp thì đang là 152 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 10% thì hiện tại đang vào khoảng 608 triệu, trả góp thì đang là 142 triệu. Đó. Cái khoản vay mà em đang hỗ trợ cho anh em đó là cái khoản vay tối đa 85% giá trị xe trong vòng 8 năm anh em nhé. Đó. Với cái mức lăn bánh như thế này thì dòng xe này nó đang rẻ hơn, rẻ ngang cái dòng xe Vios, xe cỡ B của nhà Toyota, hoặc là thậm chí còn rẻ hơn nữa anh em nhé. Đó. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản 1.6 Luxury. Cái bản 1.6 Luxury này thì hiện tại cái giá của nó đang là 639 triệu. Cái dòng cái bản 1.6 Luxury này thì hiện tại là cái chính sách ưu đãi của nó tương đối là tốt anh em nhé. So với cái thời điểm trước thì cái mức ưu đãi của nó đang được thấp hơn đâu đó là khoảng 5 đến 7 triệu rồi anh em nhé, để so với cái thời điểm trước. Đó. Thì để lăn bánh được ở khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 715 triệu. Trả góp thì đang là 190 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 703 triệu. Trả góp thì đang là 178 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 12% thì hiện tại đang vào khoảng 696 triệu. Trả góp thì đang là 171 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 10% thì hiện tại đang vào khoảng 685 triệu. Trả góp thì đang là 160 triệu. Đó. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, thì anh em vui lòng gọi điện trực tiếp cho em ở số điện thoại trên màn hình, cũng như là nhắn tin cho em để em sẽ chia sẻ với anh em một cái mức giá cụ thể cũng như là cái giá cạnh tranh anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3 cũng như là cái bản 1.6 Premium. Cái bản 1.6 Premium này là cái bản mà được nhiều anh em lựa chọn nhất này. Đó. Và cái mức ưu đãi ở cái thời điểm này thì nó đang rất là tốt, vì bên em đang kích cầu cái tiêu dùng ấy. Cái tháng ngâu này, là cái tháng mà thực sự là để mua xe với giá tốt nhất trong năm anh em nhé. Đó. Cái giá niêm yết của cái dòng cái bản 1.6 Premium này thì hiện tại của nó đang là 674 triệu. Sau khi trừ các chương trình khuyến mại cũng như quà tặng nhá, thì để lăn bánh được ở khu vực Hà Nội anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 751 triệu. Trả góp thì đang là 199 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 738 triệu. Trả góp thì đang là 185 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 12% thì hiện tại đang vào khoảng 732 triệu. Trả góp thì đang là 180 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 10% thì hiện tại đang vào khoảng 720 triệu. Trả góp thì đang là 167 triệu. Đó. Những cái khoản mà em tính vào cho anh em nhé, là bao gồm tiền thuế trước bạ này, tiền biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí đường bộ, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự,
Và cái chi phí này thì anh em sẽ là tự chủ động đi đăng ký. Còn đâu anh em nào mà muốn đăng ký trọn gói thì vui lòng thêm cái tiền chi phí dịch vụ giúp em. Và anh em mua qua trả góp thì cộng thêm giúp em cái tiền bảo hiểm thân vỏ anh em nhé. Đó. Cái thời gian này mà anh em nào mà mua qua trả góp ấy, vì cái Zoom của ngân hàng nó hạn chế cái số lượng rồi, thì anh em bắt buộc phải mua cái bảo hiểm nhân thọ hoặc là cái bảo hiểm khoản vay anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, nó là cái bản 2.0 Premium. Cái bản này thì hiện tại cái giá của nó đang là 694 triệu. Sau khi trừ các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt ở cái thời điểm này nhé, thì để lăn bánh được ở khu vực Hà Nội, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 778 triệu. Trả góp thì đang là 206 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 764 triệu. Trả góp thì đang là 192 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 12% thì hiện tại đang vào khoảng 759 triệu. Trả góp thì đang là 187 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 10% thì hiện tại đang vào khoảng 746 triệu. Trả góp thì đang là 174 triệu. Đó. Những cái quà tặng kèm theo xe của tất cả các phiên bản là bao gồm là cái dán kính cách nhiệt của Mỹ bảo hành 5 năm này, một bộ thảm trải sàn này và cái túi cứu hộ. Và anh em nào muốn có giá tốt hơn nữa thì anh em vui lòng gọi điện cho em. Thì lúc đó em sẽ chia sẻ với anh em một cái mức giá cạnh tranh hơn anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, cái bản thứ năm, là cái bản 1.6 Turbo. Cái bản này thì hiện tại cái giá của nó đang là 764 triệu. Sau khi trừ các chương trình khuyến mại nhé, thì để lăn bánh được ở khu vực Hà Nội, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 853 triệu. Trả góp thì đang là 224 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 838 triệu. Trả góp thì đang là 209 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 12% thì hiện tại đang vào khoảng 834 triệu. Trả góp thì đang là 205 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 10% thì hiện tại đang vào khoảng 820 triệu. Trả góp thì đang là 191 triệu. Đó. Tất cả các phiên bản bao gồm từ phiên bản số sàn này và 4 phiên bản số tự động thì bên em tương đối là sẵn xe để giao ngay cho anh em nhé. Trong cái thời gian này mà để anh em được hưởng cái ưu đãi của cái tháng ngâu bên em kích cầu tiêu dùng, thì anh em vui lòng thu xếp thời gian để đến đặt cọc sớm, cũng như là để có thể lấy xe ngay để giữ cái chính sách ở cái thời điểm tháng ngâu này anh em nhé. Đấy, cái tháng ngâu này là cái tháng mà theo em nghĩ, cũng như là tất cả các tháng còn lại ấy, thì tháng 7 này nó luôn luôn là cái tháng mà thực sự là cái giá tốt nhất trong năm anh em nhé. Đó, để cho anh em cân đối được cái tài chính của mình, lựa chọn cái dòng xe cũng như các phiên bản xe mà anh em đang có nhu cầu tìm hiểu và để mua ở cái thời điểm này anh em nhé. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cho anh em giá xe cũng như là các chương trình khuyến mại của cái dòng xe Kia K3 ở cái thời điểm nắng ngâu này rồi. Thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì hãy đăng ký kênh, vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em sẽ là kênh mà cập nhật giá xe liên tục này, cập nhật các chương trình ưu đãi khuyến mại và do em trực tiếp đứng bán anh em nhé. Nên là anh em cứ hoàn toàn yên tâm về chính sách cũng như tất cả các chương trình ưu đãi khuyến mại mà em sẽ gửi tới cho anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ạ.